10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm nhận ra hết thảy tất cả Phật sự, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thần thông diệu dụng của chư Phật nói chẳng hết được. Thế nào là tự tại của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết tự tại của chư Phật như thế nào. Tự tại của chư Phật chẳng có hạn độ, cũng chẳng có bờ mé. Tự tại tức là chẳng có phiền não. Có phiền não thì chẳng tự tại. Thứ phiền não này chẳng phải từ bên ngoài đến mà là từ tự tánh chiêu đến. Tập đế ở trong tứ đế tức là tánh chiêu cảm. Có tập rồi thì chẳng tự tại, chẳng có tập thì sẽ tự tại. Tự tại ở đây tức là chẳng có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng tự tại. Tự tại ở đây tức là chẳng có tham sân si. Có tham sân si thì chẳng tự tại. Chỉ cần đắc được một thứ tự tại thì sẽ đắc được đủ thứ tự tại. Do đó, một tự tại thì tất cả đều tự tại. Một chẳng tự tại thì tất cả đều chẳng tự tại. Một là số mục bắt đầu. Có một mới có hai. Có hai mới có ba. Cho đến ngàn ngàn vạn vạn càng nhiều bao nhiêu thì càng chẳng tự tại. Nếu đắc được một tự tại, nếu đắc được một thì tự tại, nếu chẳng được một thì chẳng tự tại. Cứu kính một này là gì? Một nghĩa là chuyên nhất, chẳng có hai tâm. Tại sao chúng ta chẳng khai ngộ? Vì tu hành chẳng chuyên nhất, khởi vọng tưởng ba tâm hai ý, tâm viên ý mã, chẳng bao giờ dừng lại, cứ chạy bên ngoài. Nếu nhất tâm nhất ý tu hành thì chắc chắn sẽ được tự tại. Cấu tạo chữ của Trung Quốc hàm có triết lý thâm sâu, một tâm là trung, hai tâm là hoạn, nghiên cứu tỉ mỉ, rất có đạo lý. Do đó, được một vạn sự đều xong. Một ở đây là tinh tùy, tức là tinh khí thần tam bảo hợp thể với nhau. Bạn có thể giữ tinh không mất thì đắc được một. Chúng ta tu đạo cứu kính là tu cái gì? Giảng kinh là giảng cái gì? Nói pháp là nói cái gì? Tức là nói về chữ một này, đặc biệt trong kinh điển. Để sướng pháp môn đoạn dục khử ái, tức là đoạn tâm dâm dục, trừ khử tâm luyến ái của bạn. Ái dục là nguồn gốc khiến cho bạn đọa lạc, tức cũng là gốc sinh tử. Cho nên chi thứ nhất trong 12 nhân duyên là vô minh, ái dục. Nếu đoạn được vô minh thì chẳng sinh ra các nhân duyên khác, tức cũng chấm dứt sinh tử. Chúng ta tu đạo là đoạn trừ vô minh, điều này mọi người nên đặc biệt chú ý. Đắc được một tức là giới, giữ được một này tức là huệ. Nếu chưa đắc được một này thì phải mau phát tâm sám hối, phát tâm bồ đề, phát tâm tinh tấn. Nếu không thì tương lai sẽ đọa lạc vào địa ngục. Đây chẳng phải là uy hiếp các bạn, mà tình hình là sự thật như thế. Trước hết phải nói rõ cho các bạn biết, đừng để đến lúc lại trách sư phụ chẳng nói rõ. Tại sao chư Phật có đại tự tại? Vì đã đắc được một này, các ngài chỉ giới tu định sinh hoại, cho nên mới đắc được tự tại. Tại sao chúng ta chẳng tự tại? Vì chẳng đắc được một. Tự tại của chư Phật cũng có 10 thứ. 1. Chúng sinh vô ngại tự tại dụng. 2. Cõi nước vô ngại tự tại dụng. 3. Pháp vô ngại tự tại dụng. 4. Thân vô ngại tự tại dụng. 5. Nguyện vô ngại tự tại dụng. 6. Cảnh giới vô ngại tự tại dụng. 7. Trí vô ngại tự tại dụng. 8. Thần thông vô ngại tự tại dụng. 9. Thần lực vô ngại tự tại dụng. 10. Thập lực vô ngại tự tại dụng. Tự tại của chư Phật nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói chẳng hết được, bây giờ chỉ được nói đại khái. Thế nào là vô năng nhiếp thủ của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ đều muốn biết vô năng nhiếp thủ của chư Phật như thế nào. Vô năng nhiếp thủ là chẳng cách gì có thể chế phục, chẳng cách gì có thể phá hoại. Thần thông lực của Phật chẳng phải thiên ma ngoại đạo phá hoại được. Vô năng nhiếp thủ này cũng vô lượng vô biên, nhiều nói chẳng hết được. Nói đơn giản có 10 thứ hạnh môn không thể phá hoại. 1. Tất cả chư Phật thuở xưa khi tu hành tại nhân địa thì đều phát đại nguyện kiên cố không thể phá hoại. Nguyện của Phật đã phát thì tuyệt đối chẳng sửa đổi. Phát ra nguyện gì thì thực hành nguyện ấy, chẳng nói dối, do đó nói thì làm, chẳng nói hai lời. 2. Nghĩ muốn viên mãn tất cả công đức hết kiếp thổ vị lai tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tuyệt đối chẳng sinh tâm giải đãi, luôn luôn tinh tấn.
Ba, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, cho nên phân thân vô số đi đến bất khả thuyết thế giới để điều phục chúng sinh căn cường, vĩnh viễn chẳng bao giờ ngừng việc này. 4. Đối với chúng sinh có niềm tin và chúng sinh có tâm hủy báng, Phật đều dùng tâm đại bi khắp quán sát họ. Ai có tín tâm thì người đó sớm sẽ được Phật gia bị. Ai có tâm hủy báng thì người đó tuyệt đối chẳng được Phật gia bị. Tuy thời gian có sớm muộn, nhưng mỗi chúng sinh đều được sự gia bị bình đẳng, chẳng có phân biệt. Nằm từ lúc ban đầu phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật, đều tinh tấn dũng mãnh, chẳng bao giờ thối thất tâm Bồ Đề. 6. Từ ít thành nhiều, tích tập vô lượng công đức, đều hồi hướng về nhất thiết chí tánh, tức là hồi hướng về Phật. Vì Phật, Phật đạo đồng đối với thế gian, tất cả pháp hữu vi, chẳng bị ô nhiễm. 7. Tại tất cả đạo tràng của tất cả chư Phật, Phật đều tu pháp thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, tu hành hạnh môn của Phật tu, lại hồi hướng tất cả công đức tu được về nhất thiết chí tánh Phật, cho nên thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. 8. Phật luôn luôn phóng đại quang minh, quang minh này bình đẳng chiếu soi khắp mọi nơi, lại chiếu đến pháp của chư Phật nói, khiến cho trong tâm của tất cả Bồ Tát đều được thanh tịnh mà viên mãn nhất thiết chí. 9. Phật xả bỏ được tất cả sự vui của thế gian, cũng chẳng tham vui thế gian, cũng chẳng nhiễm vui của thế gian. Nguyện khắp tất cả chúng sinh, thế gian liều khổ được vui, chẳng chấp trước tất cả pháp hữu luận, chẳng chấp trước tất cả pháp chẳng cứu kính. 10. Phật thương xót tất cả chúng sinh, thọ đủ thứ khổ. Phật muốn cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có khổ chỉ có vui, cho nên giữ gìn hạt giống Phật tâm Bồ Đề, tu hành cảnh giới của Phật tu ra khỏi sinh tử, đạt đến quả vị thập lực vô sở úy. Ở trên vừa nói về 10 thứ vô năng nhiếp thủ của Phật, cũng tức là 10 thứ hạnh nguyện không thể hoại. Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là âm thanh của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian đề ra 10 vấn đề ở trên rồi, bây giờ lại đề ra 10 vấn đề nữa để thỉnh vấn Đức Phật. Thế nào là mắt của chư Phật? Phật có ngũ nhãn, tức là một thiên nhãn, hai nhục nhãn, ba pháp nhãn, bốn huệ nhãn, năm Phật nhãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói về thập nhãn, tức là ngũ nhãn và thêm, sáu trí nhãn, bảy quang minh nhãn, tám xuất sinh tử nhãn, chín vô ngại nhãn, 10 nhất thiết trí nhãn, tổng cộng là thập nhãn. Về ngũ nhãn có bài kệ rằng, thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn vi quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viền mình pháp giới nội, vô xứ bất hàm du. Giải thích như sau, thiên nhãn thông phi ngại, thiên nhãn nhìn sự vật chẳng có sự chướng ngại, trên nhìn thấu hết các cõi trời, dưới nhìn thấy tất cả các địa ngục, cho nên nói thiên nhãn thông phi ngại. Nhục nhãn ngại phi thông, nhục nhãn chẳng phải mắt của phàm phu mà là một con mắt khác, có thể nhìn thấy vật chướng ngại, chẳng những nhìn thấy tướng vật hữu hình mà còn nhìn thấy vật vô hình, đều nhìn thấy rất rõ ràng, còn cao hơn so với thiên nhãn, cho nên nói nhục nhãn ngại phi thông. Theo chữ mà nói về nhục nhãn thì đáng lý là con mắt của chúng ta, chứ chẳng phải thần thông nhãn, giải thích như thế thì không đúng. Pháp nhãn vi quán tục, pháp nhãn hay quan sát pháp thế và xuất thế gian, tục đế thế gian cũng biết, trần đế xuất thế gian cũng biết, cho nên nói pháp nhãn vì quán tục. Huệ nhãn liễu trần không, huệ nhãn tức là trí huệ nhãn, minh bạch được đạo lý trần không diệu hữu, tức cũng là minh bạch trung đạo liễu nghĩa, cho nên nói huệ nhãn liễu trần không. Phật nhãn như thiên nhật, Phật nhãn giống như ánh sáng của ngàn mặt trời, tuy nhiên có sự chiếu phân biệt, nhưng bổn thể là một, đây là quang minh viên mãn, chiếu khắp trong 10 phương pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng hàm dung quang minh này. Cho nên nói, Phật nhãn như thiền nhiệt,
chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Đây là ngũ nhãn. Còn có ngũ nhãn nữa, đó là một trí nhãn, biết tất cả sự lý, chẳng có chướng ngại. Hai quang minh nhãn, bất cứ là quang minh gì đều nhìn thấy được. Ba xuất sinh tử nhãn, nhãn này quán liễu sinh thoát tử. Bốn vô ngại nhãn, mắt chẳng có mọi chướng ngại. Năm nhất thiết trí nhãn, lại có mắt nhất thiết trí huệ. Ở trên đây là nói sơ lược về thập nhãn của chư Phật. Thế nào là tai của chư Phật? Tức là tai nghe được tất cả âm thanh, bất cứ trong ngàn vạn thứ âm thanh đều phân biệt được rất rõ ràng. Thế nào là mũi của chư Phật? Tức là mũi Phật biết được tất cả các pháp, dùng căn mũi có thể ngửi được. Thế nào là lưỡi của chư Phật? Tức là lưỡi phân biệt được tất cả các vị, diễn nói được tất cả các pháp, do đó xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Thế nào là thân của chư Phật? Tức là thân đầy khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Phật có ba thân và mười thân. Ba thân là pháp thân, báo thân, ứng thân. Mười thân là bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, trụ trì thân, tướng hào trang nghiêm thân, thế lực thân, ý sinh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Thế nào là ý của chư Phật? Tức là ý thông đạt đầy tâm ý của tất cả chúng sinh, việc gì chúng sinh nghĩ, Phật đều biết. Ở trên là nói về sáu căn của chư Phật. Thế nào là thân quang của chư Phật? Thân quang và quang minh của Phật khác nhau. Thân quang là gần nơi thân, quang minh là chiếu khắp mười phương. Thế nào là quang minh của chư Phật? Trí huệ quang minh của Phật phóng ra, chiếu soi khắp 3.000 đại thiên thế giới. Thế nào là âm thanh của chư Phật? Do đó, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Chẳng cần phiên dịch, tiếng của Phật diệu như thế, bất cứ cách xa bao nhiêu thế giới, tiếng của Phật vẫn nghe rõ, như kế bên lỗ tai. Thế nào là trí của chư Phật? Phật có bốn trí, thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, lại có nhất thiết trùng trí và vô lượng trí huệ. Ở trên là 10 câu hỏi, trong mỗi câu hỏi đều có 10 thứ giải thích, về sau sẽ giải đáp viên mãn, bây giờ chỉ nói sơ lược mà thôi. Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà khai thị, diễn nói, tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian nói, hiện tại chúng con chỉ có một nguyện vọng, thỉnh Đức Phật phát đại từ bi thương xót chúng con và tất cả chúng sinh, vì chúng con mà khai thị diễn nói tất cả các pháp, chúng con xin chú ý lắng nghe. 20 câu hỏi ở trước sẽ giải đáp trong phẩm Phật Bất Tư Nghị và phẩm Lìa Thế Gian. Lại có 10 phương biển thế giới tất cả chư Phật, đều vì tất cả Bồ Tát nói. Biển thế giới, biển chúng sinh, biển thế giới an lập, biển Phật, biển ba la mật của Phật, biển giải thoát của Phật, biển biến hóa của Phật, biển diễn nói của Phật, biển danh hiệu của Phật, biển thọ lượng của Phật. Vì thế giới quá nhiều như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới. Lại có 10 phương biển thế giới, trong mỗi thế giới có một vị thuyết pháp chủ, tức cũng là giáo chủ, tức là Phật đang ở đó truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật đó đều vì tất cả các đại Bồ Tát nói pháp, nói thế giới có vô lượng vô biên đồng như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới. Lại nói chúng sinh cũng vô lượng vô biên đồng như biển cả, cho nên gọi là biển chúng sinh. Thế giới và chúng sinh đều ở trong pháp giới. Pháp giới an lập như thế nào? Pháp giới như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới an lập. Trong pháp giới có nhiều vị Phật, nhiều như biển, cho nên gọi là biển Phật. Phật nói pháp môn đến bờ kia như biển cả, cho nên gọi là biển Phật Ba La Mật. Lại nói Phật đắc được pháp môn biển giải thoát, có biển đại thần thông biến hóa. Phật diễn nói nghĩa lý của Tam Tạng 12 bộ kinh như biển cả, cho nên gọi là biển diễn nói. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu của mình, tích tập như biển, cho nên gọi là biển danh hiệu. Thọ mạng của Phật rộng lớn vô biên như biển cả. Trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm thọ lượng, trong kinh Pháp Hoa có phẩm thọ lượng, đều nói thọ lượng của Phật chẳng có bờ bến, cho nên gọi là biển Phật thọ lượng.
và biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát, biển phát thú của tất cả Bồ Tát, biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát, biển thừa của tất cả Bồ Tát, biển hạnh của tất cả Bồ Tát, biển xuất ly của tất cả Bồ Tát, biển thần thông của tất cả Bồ Tát, biển ba la mật của tất cả Bồ Tát, biển địa của tất cả Bồ Tát, biển trí của tất cả Bồ Tát. Ở trước là chư Phật vì tất cả Bồ Tát nói 10 thứ biển. Hiện tại vì tất cả Bồ Tát nói 10 thứ biển khác nữa. 10 thứ biển này chỉ nói ý nghĩa đại khái, thì về sau sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ hơn. Biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát như thế nào? Hết thảy Bồ Tát đều lấy bốn hoằng thệ nguyện làm căn bản. Một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hàng ngày mỗi buổi tối chúng ta đều đọc bốn hoằng thệ nguyện, nhưng chúng ta có y chiếu theo bốn thệ nguyện này tu hành chăng? Nếu chẳng có thì tức là ở trước Phật nói dối, quả báo tương lai không thể tưởng tượng được, nhất định sẽ đọa vào ba đường ác. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng sinh bao quát con người và chẳng phải con người, tất cả chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, trong thần của mỗi chúng sinh cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Con người là một vi trùng lớn, lại có vô lượng vô biên vi trùng nhỏ. Những vi trùng nhỏ này ở trong thể của vi trùng lớn, nương nhờ vi trùng lớn bố thí cúng dường mà sinh tồn. Song sự bố thí cúng dường này chẳng phải tự động hoặc tâm cam tình nguyện, mà là bị động bắt buộc, chẳng bố thí thì chẳng được. Vì những vi trùng nhỏ này ăn trộm hút máu thịt của bạn, song chẳng có cách gì thoát khỏi quan hệ với chúng. Vì chẳng có vi trùng nhỏ thì vi trùng lớn cũng chẳng sống được, cho nên có nhân duyên trợ giúp lẫn nhau để cùng sinh tồn. Mỗi chúng sinh lớn đều nuôi sống vô số chúng sinh, giống như sư tử và rồng rất là độc hại, trăm thú đều sợ, song trong thân của chúng có vô số trùng nhỏ ăn thịt uống máu của chúng. Vì trong vô lượng lại có vô lượng chúng sinh, cho nên nói chúng sinh vô biên. Tuy nhiên chúng sinh vô biên, nhưng cũng phải độ chúng sinh. Làm thế nào để độ chúng? Do đó có câu, muốn khiến vào Phật trí, trước dùng móc dục dắt. Muốn giáo hóa chúng sinh khai ngộ trí huệ của Phật, thì trước hết phải cho họ vật gì mà họ thích, khiến cho họ sinh hào cảm mới có hứng thú, sau đó dẫn họ vào cửa Phật, nghiên cứu Phật Pháp. Đó là pháp môn phương tiện độ chúng sinh, cũng là dùng pháp môn phương tiện khéo léo để độ tất cả chúng sinh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tu Phật Pháp thì phải có sự khảo nghiệm, phải thọ sự khảo nghiệm, phàm là tất cả cảnh giới đến, bất cứ là tốt là xấu đều là khảo nghiệm. Bình thường mình cho rằng mình đã nhìn thấu buông xả đặng tất cả, cảm thấy chẳng có chấp trước, kết quả cảnh giới đến thì bị mê hoặc, hiện ra nguyên hình, bị cảnh giới lay chuyển. Nếu có định lực thì cảnh giới đến, tâm cũng chẳng lay động. Giống như chẳng có cảnh giới, đó mới là chuyển được cảnh giới. Cùng phủ tu hành như thế, mới là thật sự đến nhà, mới thật sự nhìn thấu buông xả. Ví như khi bạn đang ngồi thiền dụng công, một khi cảnh giới đến, hoặc là người hoặc là ma, tay cầm đao muốn chém đầu bạn. Lúc đó người có định lực thì rất bình tĩnh, tâm nghĩ, tùy ý anh, tôi chẳng màng, xin bạn cứ chém, đây là cơ hội tốt giúp tôi thành đạo. Nếu có tư tưởng như thế thì chẳng sợ hãi, đó mới là công phu chân chánh. Trước kia có người xuất gia tu hành, bèn đến một ngôi chùa nọ, hỏi thiện tri thức lão hòa thượng, tôi có thể xuất gia được chăng? Thiện tri thức đáp, đương nhiên là được, nhưng có điều kiện, anh phải tiếp nhận mới có tư cách xuất gia, bằng không thì không thể xuất gia. Người đó hỏi điều kiện gì? Thiện tri thức nói, nếu anh thành tâm xuất gia thì phải nghe lời của tôi chỉ dạy. Tôi dạy anh làm gì thì anh phải đi làm, không thể kháng cự. Nếu anh chấp nhận thì tôi nhận anh làm đệ tử. Người đó nói, con nguyện nghe lời của sư phụ dạy bảo. Thiện tri thức lại hỏi, trong nhà anh có những người nào? Người đó nói, có cha mẹ, anh em, chị em, lại có vợ, có con. Họ đều tự sinh sống, chẳng cần con chiếu cố, cho nên con muốn xuất gia tu hành. Vị thiện tri thức lại nói, bây giờ ta đưa cho ngươi một thanh kiếm, ngươi hãy về nhà giết hết những người trong nhà, ngươi có làm được chăng? Người đó nói, sư phụ dạy con làm như thế, thì con y theo ý của sư phụ mà làm, tuyệt đối chẳng kháng cự. Vị thiện tri thức lại nói, ngươi giết hết cả nhà xong rồi,
hãy đem thanh kiếm treo ở cửa sau, rồi trở về đây ta độ cho ngươi xuất gia. Anh ta cầm lấy thanh kiếm, tầm nghĩ ngợi, làm sao ta có thể giết người thân của mình? Nếu chàng làm như thế, thì vị thiện tri thức chẳng thu nhận mình làm đệ tử. Trong lúc tiến thối lưỡng nan, chẳng biết như thế nào mới tốt, thì lại nghĩ vì xuất gia học đạo chỉ có cách đó. Do đó cầm thanh kiếm đi về nhà, giết hết cả nhà, treo thanh kiếm ở cửa sau, sau đó trở về chỗ vị thiện tri thức xuất gia tu đạo. Anh ta có thật giết hết cả gia đình chăng? Không, đó là thần thông biến hóa pháp môn phương tiện của vị thiện tri thức để khảo nghiệm anh ta có thành tâm xuất gia chăng, tức cũng khiến cho anh ta đoạn hết tất cả tình cảm phiền não với người thân, tâm được thanh tịnh trợ giúp cho sự thành đạo. Khi anh ta cầm thanh kiếm về nhà, thì người nhà đều đã ngủ, anh ta cảm giác là đã giết hết người nhà, kỳ thật là chẳng có giết. Chỉ bất quá đó là cảnh giới thần thông của vị thiện tri thức hiện ra. Anh ta chiếu theo lời dặn của vị thiện tri thức, đem thanh kiếm treo ở cửa sau, lập tức trở về chùa. Thanh kiếm đó hóa thành một người treo ngược ở cửa sau mà chết. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thức dậy thì phát hiện người đó treo ngược ở cửa sau mà chết, để lại rất nhiều châu báu. Vị thiện tri thức biến hóa ra, mọi người cho rằng anh ta đi trộm cắp về, nhưng lại sợ hỏi tội, cho nên treo ngược mà tự tử, do đó đem châu báu ra bán để sinh sống, cả nhà đời sống chẳng còn lo gì nữa, và đem tử thi đi chôn. Anh ta xuất gia rồi, cho rằng người nhà đều đã bị anh ta giết, mới quyết tâm dụng công tu hành, ngày đêm siêng năng tinh tấn, chẳng giả đãi, chẳng phóng dật, luôn luôn để tình chính mình. Nếu chẳng thành đạo thì làm sao đối với những người nhà đã bị giết, cho nên càng dụng công tu hành, hoàn toàn chẳng có chút phiền não và tạp niệm. Do đó tầm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly đến đảo mộng tưởng. Nghĩa là tầm chẳng quái ngại, vì chẳng quái ngại, chẳng có sợ hãi, ra lìa điên đảo mộng tưởng. 12 năm sau, anh ta hoàn thành đạo nghiệp, đắc được vô sinh pháp nhẫn, lúc đó đã đắc được ngũ nhãn lục thông, ở trong định biết cha mẹ, anh em, chị em, vợ con trong nhà, chẳng những chẳng chết mà còn sinh sống rất sung sướng, thân thể khỏe mạnh. Tầm nghĩ, nếu chẳng phải sư phụ an bài như thế, thì ta làm sao mà khai ngộ chứng quả? Do đó bèn đến trước sư phụ đảnh lễ tạ ân. Do đó có thể thấy người tu đạo chẳng có phiền não thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Nếu có phiền não thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Tại sao người tu đạo có dục tâm vì có phiền não? Tại sao hay phạm giới vì có phiền não? Phiền não là thứ hại người nhất. Tại sao hay có phiền não? Vì đức hạnh chẳng đủ, không thể khống chế được vọng tưởng tham sân si, cho nên có phiền não. Đây là vấn đề căn bản, mà không thể giải quyết thì ngọn ngành chẳng làm gì được. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Về phương diện trừu tượng mà nói, thì pháp môn vô lượng vô biên, cho nên phải phát thệ nguyện để học. Nếu nói cụ thể thì có 84.000 pháp môn đều là pháp môn thành Phật. Người tu đạo phải chọn một pháp môn tương ứng với mình để chuyên nhất tu hành. Một môn thâm nhập thì sẽ giải thoát tự tại, cho nên người tu đạo phải phát thệ nguyện này. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đạo lý của Phật nói là diệu pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, chẳng có gì cao hơn Phật. Phật là thánh nhân ba giác tròn vạn đức đầy. Chúng ta muốn học Phật thì hãy phát nguyện tu ba nghiệp thanh tịnh, chứng được ba đức viên mãn. Phàm là người tu hành thì đều phải đầy đủ bốn đại thệ nguyện này mới có thể thành quả vị Phật. Cho nên buổi tối khi đọc đến bốn câu thệ nguyện này thì trong tâm phải quán tưởng độ chúng sinh như thế nào, học Phật Pháp như thế nào, đoạn phiền não như thế nào, thành Phật đạo như thế nào. Bằng không thì miệng niệm mà tâm chẳng quán cũng giống như ca hát, chẳng có ích gì. Một vị Bồ Tát phát 4 thệ nguyện, 10 vị Bồ Tát phát 40 thệ nguyện, cho đến vô số Bồ Tát phát vô số thệ nguyện, nhiều như là biển cả, cho nên gọi là biển thệ nguyện. Thế nào là biển phát thú của tất cả Bồ Tát? Tức là tất cả Bồ Tát cầu đạo Bồ Đề như biển cả, cho nên gọi là biển phát thú. Thế nào là biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát? Tức là tích tập Bồ Đề phước trí như từ lương để trợ giúp tu hành thành tựu đạo nghiệp. Thế nào là biển thừa của tất cả Bồ Tát? Thừa là công cụ chuyên trở, tức cũng là xe, tức là chuyên trở tất cả Bồ Tát.
từ nhân địa đến quả địa. Thế nào là biển hạnh của tất cả Bồ Tát, tức là hạnh môn từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng? Có bốn tâm vô lượng này, lại thêm bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự khiến cho chúng sinh gần gũi mà tín ngưỡng Phật Pháp. Thế nào là biển xuất ly của tất cả Bồ Tát, tức là vĩnh ly nghiệp hoặc mà chứng đắc chân lý, tức cũng là lìa biển khổ mà được biển vui? Thế nào là biển thần thông của tất cả Bồ Tát? Thần thông của Bồ Tát rộng lớn vô biên như biển cả, cho nên gọi là biển thần thông. Thế nào là biển ba la mật của tất cả Bồ Tát, tức là pháp môn tu hành đến bờ kia như 10 ba la mật đã nói ở trước? Thế nào là biển địa của tất cả Bồ Tát, tức là địa vị của Bồ Tát tu như thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác? Thế nào là biển trí của tất cả Bồ Tát, trí huệ của Bồ Tát như biển cả? Bất cứ pháp môn gì, phàm là vô lượng vô biên đều dùng chữ biển để hình dung ý nghĩa nhiều của nó. Xin Đức Phật Thế Tôn cũng vì chúng con dễ nói như thế. Xin Phật Thế Tôn từ bi lần mẫn, vì chúng con chúng sinh tuyên nói đạo lý như vậy. Vấn đề biển thế giới hải giải đáp trong phẩm Hoa Tạng. Vấn đề biển chúng sinh giải đáp trong phẩm Quang Minh cho đến phẩm Thập Nhẫn. Vấn đề biển thế giới An Lập giải đáp trong phẩm thế giới Thành Tựu. Vấn đề biển Phật trả lời trong phẩm Bất Tư Nghỉ. Vấn đề biển Ba La Mật của Phật trả lời trong phẩm Lìa Thế Gian. Vấn đề biển giải thoát của Phật trả lời trong phẩm Nhập Pháp Giới. Vấn đề biển biến hóa của Phật trả lời trong phẩm A Tăng Kỳ. Vấn đề biển diễn nói của Phật trả lời trong phẩm Tứ Đế. Vấn đề biển danh hiệu của Phật trả lời trong phẩm Danh Hiệu. Vấn đề biển thọ lượng của Phật trả lời trong phẩm Thọ Lượng. Bấy giờ do thần thông ngoại lực của các Bồ Tát nên ở trong tất cả mây đổ cúng dường tự nhiên vang ra âm thanh mà nói kệ rằng: lúc đó hết thảy tất cả các Bồ Tát đó đều có thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, cho nên ở trong tất cả mây đổ cúng dường tự nhiên vang ra một thứ âm thanh, ở trong âm thanh đó nói ra bài kệ. Có người nghĩ sao mây cúng dường lại vang ra âm thanh? Bây giờ dùng khoa học để chứng minh cảnh giới này chẳng mấy kỳ lạ, ví như máy truyền hình, máy thu âm đều có thể thu nhiếp cảnh giới và âm thanh ngoài vạn dặm truyền đến lỗ tai của chúng ta rất rõ ràng như ở trước mắt. Thậm chí âm thanh và cảnh giới ở tinh cầu khác, ngồi ở trong nhà cũng đều có thể thấy rõ ràng. Còn người chúng ta có thần thông như thế, hà huống là Bồ Tát, sức thần thông của các ngài càng diệu không thể tả. Ở trong mây đổ cúng dường vang ra âm thanh nói pháp là việc rất bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Khi nào các bạn có ngũ nhãn thì bất cứ nhìn vật hữu hình vô hình đều chẳng có chướng ngại, đến lúc đó sẽ biết đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa đổ cúng dường ví như hòa thượng giải thoát nói bài kệ khen ngợi Phật rằng: chắp tay dùng làm hoa, thân là đồ cúng dường, tâm lành thành thật là hương, khen ngợi khói hương tỏa khắp, chư Phật người hương này nghe tiếng đến cứu độ, mọi người xin tinh tấn, đừng có sinh nghi lầm. Trong vô lượng kiếp tu viên mãn, dưới cội bồ đề thành chánh giác, vì độ chúng sinh khắp hiện thân, như mây đầy khắp tận vị lai. Phật ở trong vô lượng kiếp về trước, tu đủ thứ hạnh môn, tu phước tu huệ, phước huệ đều tu viên mãn, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành Phật, vì cứu độ tất cả chúng sinh mà khắp thị hiện diệu sắc thân giống như mây đầy khắp 3000 đại thiên thế giới, tận thuở vị lai vì chúng sinh diễn nói diệu pháp chân thật. Chúng sinh có nghi đều khiến dứt, tin hiểu rộng lớn đều khiến phát, khổ không bờ mé khắp khiến trừ, an lạc của Phật đều khiến chứng. Chúng sinh có đủ thứ nghi hoặc, song gặp được Phật đều đoạn sạch mọi hoài nghi, chuyện gì không giải quyết được thì cũng giải quyết được, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm tin hiểu rộng lớn. Do đó, Phật Pháp như biển cả, có niềm tin thì vào được. Có niềm tin mới vào được biển Phật Pháp, chẳng những có niềm tin mà còn phải thấu hiểu nghĩa chân thật của Phật Pháp. Phát đại Bồ Đề Tâm còn khiến cho chúng sinh diệt trừ giải khổ vô biên tế. Chư Phật là an lạc nhất cũng khiến chúng sinh đồng đắc được an lạc, thành tựu quả vị Phật. Bồ Tát vô số đồng số bụi đều đến hội này chiêm ngưỡng Phật, tùy theo căn tánh được pháp ích,
dễ nói diệu pháp trừ nghi hoặc. Bồ Tát nhiều vô số lượng, đồng như số hạt bụi cõi nước, những Bồ Tát đó đều đến Bồ Đề Đạo Tràng đồng chiêm ngưỡng Phật. Khi Phật thành đạo, thì phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, thông trì cho hết thảy Bồ Tát đều đến Bồ Đề Đạo Tràng để nghe pháp, tùy theo căn tánh của mỗi người mà đắc được pháp ích, dễ nói diệu pháp để giải trừ nghi hoặc của chúng sinh. Thế nào biết rõ chư Phật địa? Thế nào quán cảnh giới Như Lai? Phật lược gia trì chẳng bờ mé, chỉ bày pháp này khiến thanh tịnh. Ở trong mây đồ cúng dường nói, làm thế nào biết rõ chư Phật địa, làm thế nào quan sát được cảnh giới của Như Lai? Tuy nhiên được Phật gia trì chẳng có bờ mé, nhưng chủ yếu là gì? Mọi người đều xin Phật từ bi chỉ bày diệu pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được bổn thể thanh tịnh. Thế nào là việc làm của Phật mà dùng trí huệ rõ vào được Phật được thanh tịnh rộng vô biên vì các Bồ Tát mà khai thị? Thế nào là việc làm của Phật và đối với việc làm của Bồ Tát có gì khác nhau? Trí huệ của Phật như thế nào? Làm thế nào mới minh bạch được việc làm của Phật? Lại làm thế nào vào được việc làm của Phật? Thế nào là Phật lực, sự thanh tịnh của Phật như thế nào? Thế nào là rộng vô biên? Thỉnh Phật vì các Bồ Tát đại chúng mà khai thị, khiến cho đại chúng minh bạch mà y pháp tu hành. Các tam muội rộng lớn ra sao? Thế nào pháp tịnh trị vô ý, sức thần thông dũng không thể lường? Xin tùy tâm chúng sinh mà nói. Tam muội của Phật rộng lớn ra sao? Phật tu trì pháp thanh tịnh như thế nào? Thần thông diệu dụng của Phật như thế nào? Đại khái chẳng có thể lường được. Xin Phật tùy thuận sở mong muốn của chúng sinh, để vì đại chúng giải nói khiến cho họ hiểu rõ. Chư Phật pháp vương như thế chủ, việc làm tự tại không thể chế, và tất cả pháp rộng lớn khác vì lợi ích cho nên khai diễn. Chư Phật đều là vua của các pháp, tức cũng như chủ thế gian, quyền lực của Phật siêu việt hơn tất cả, cho nên việc làm đều tự tại, chẳng ai có thể chế chỉ hoặc phá hoại được, và tất cả các Phật pháp rộng lớn khác đều vì lợi ích cho chúng sinh mà khai thị diễn nói. Thế nào Phật nhãn không thể lường, tai mũi lưỡi thân cũng như thế, ý không thể lường lại ra sao, hiển bày cho biết phương tiện này. Phật nhãn không thể lường như thế nào, tai mũi lưỡi thân của Phật không thể lường như thế nào, ý của Phật không thể lường ra sao, sáu căn của Phật đều là vô lượng, xin Phật từ bi hiển rõ chỉ bày cho đại chúng trong pháp hội, khiến cho ai nấy đều biết pháp môn phương tiện này. Như các biển cõi biển chúng sinh, hết thảy biển pháp giới an lập, và các biển Phật cũng vô biên, nguyện vì Phật tử mà khai diễn. Cõi nhiều như hạt bụi, giống như biển và tất cả biển chúng sinh, cùng với tận hư không, hết thảy pháp giới an lập như thế nào, tất cả biển Phật cũng vô lượng vô biên, hiện tại nguyện Phật tử bi, vì hàng Phật tử mà khai thị diễn xướng biển cảnh giới này, chúng con đều muốn nghe diệu pháp này. Vượt ra tư nghỉ các biển độ, khắp vào biển giải thoát phương tiện, hết thảy tất cả biển pháp môn trong đạo tràng này xin tuyên nói. Làm thế nào có thể vượt ra tư nghỉ các biển độ, làm thế nào khắp vào được biển giải thoát tự tại phương tiện, lại làm thế nào tu hành hết thảy tất cả biển pháp môn, hết thảy đạo chúng trong đạo tràng này đều chờ đợi Đức Thế Tôn tuyên nói diệu pháp. 10 bài kệ này là câu hỏi nói ra ở trong mây đổ cúng dường của Bồ Tát, tức cũng là 40 câu hỏi đã hỏi ở trước. Đây là bài kệ thuật lại khiến cho tất cả chúng sinh thâm nhập thêm đạo lý Kinh Hoa Nghiêm vào trong biển não, nghĩa là nói về hạnh môn của Bồ Tát tu. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ Tát, liền từ trong răng phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni biết được trong tâm của các đại Bồ Tát nghĩ gì, lập tức từ trong răng phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Màu sắc trong mỗi luồng quang minh đều khác nhau, có màu vàng kim, quang minh vàng kim, màu trắng, quang minh màu trắng, màu đỏ, quang minh đỏ, màu vàng, quang minh vàng, màu xanh, quang minh xanh, đủ thứ màu quang minh chẳng giống nhau. Tại sao Phật lại phóng quang? Vì khi Phật thành chánh giác ở dưới cội Bồ Đề thì chư tập mười phương chư Phật và tất cả Bồ Tát cho đến chư thiên quỷ thần chúng vân vân đều đến đạo tràng, giống như chúng ta mời khách, trước hết phát thiệp mời nói rõ ngày tháng nơi chốn,
Phật phóng quang là đại biểu thiệp mời, thỉnh chư Phật Bồ Tát đến tham gia pháp hội. Cho nên mười phương Bồ Tát đều giải đủ thứ mê cúng dường để thỉnh nói pháp. Nào là quang minh các hoa bóng chiếu khắp, quang minh vang ra đủ thứ âm thanh trang nghiêm pháp giới, quang minh dòng bùa mây vi diệu, quang minh mười phương Phật ngồi đạo tràng hiện thần thông biến hóa, quang minh tất cả mây lộng bảo diễm, quang minh sung mãn pháp giới vô ngại, quang minh khắp trang nghiêm tất cả cõi Phật, quang minh kiến lập tràng báu kim cang thành tịnh, quang minh khắp trang nghiêm đạo tràng chú hội Bồ Tát, quang minh diệu âm xương dương tất cả danh hiệu Phật. Cùng có 10 thứ quang minh vừa được nói ra. 1. Quang minh tất cả hoa sen báu chiếu soi khắp mười phương. 2. Quang minh vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu trang nghiêm pháp giới. 3. Quang minh dòng bùa mây vi diệu. 4. Quang minh mười phương Phật ngồi đạo tràng hiện ra thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. 5. Quang minh tất cả báu sáng chói kết thành mây lọng. 6. Quang minh sung mãn khắp mười phương pháp giới, thầy đều vô ngại. 7. Quang minh trang nghiêm khắp tất cả cõi Phật. 8. Quang minh trong sự trang nghiêm, trong sự thanh tịnh, kiến lập tràng báu như kim cang. 9. Quang minh trang nghiêm khắp tất cả chúng hội đạo tràng Bồ Tát. 10. Quang minh vàng già, diệu âm xương dương tất cả danh hiệu Phật. Những quang minh này hay khiến cho chúng sinh thấy được, đều sinh tâm cung kính và phát Bồ Đề tâm. Quang minh như thế, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, trong mỗi quang minh lại có quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc, các quang minh đó đều có đủ màu sắc báu tốt đẹp, chiếu soi mười phương, đều có một ước biển thế giới số hạt bụi cõi Phật. Quang minh giống như ở trên đã nói, có nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, trong mỗi quang nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Trong mỗi luồng hào quang đều có đủ vô lượng màu sắc báu tốt đẹp, chiếu khắp mười phương thế giới, đều có một ước biển thế giới số hạt bụi cõi Phật. Các chúng Bồ Tát ở trong quang minh biển thế giới đó đều thấy thế giới hài hoa tạng trang nghiêm này. Nhờ thần lực của Đức Phật mà quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát nói ra bài kệ rằng, trong mỗi thế giới hài đều có Bồ Tát số lượng chẳng cách chi tính đếm được. Trong răng của Phật phóng ra quang minh, mỗi vị Bồ Tát dù cách xa Bồ Đề đạo tràng bao nhiêu thế giới cũng đều thấy được thế giới hài hoa tạng như ở trước mặt. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Phật dùng thần lực khiến cho quang minh hiện ở trước mỗi vị Bồ Tát chúng hội đạo tràng. Trong quang minh đó nói ra bài kệ: trong vô lượng kiếp tu biển hạnh, cúng dường mười phương các biển Phật, hóa độ tất cả biển chúng sinh, kiến thành đấng diệu giác biến chiếu. Thuở xưa khi Phật tại nhân địa phát tâm Bồ Đề tu hành, trải qua vô lượng kiếp tu hành pháp môn như biển, trong pháp môn đó là cúng dường mười phương chư Phật, dùng thân miệng ý ba nghiệp để cúng dường tam bảo, cung kính Phật, lễ lại Phật là thân cúng dường, suy tư về Phật, quán tưởng Phật là ý cúng dường. Sau khi Phật thành Phật rồi thì giáo hóa chúng sinh, tuy chúng sinh số lượng như biển cả, nhưng Phật vẫn hóa độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành đấng diệu giác Phật chiếu khắp pháp giới. Trong lỗ lông Phật hóa hiện,